Xin chào các bạn, rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình tư vấn du học Malaysia cùng công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và khi bạn học các ngành như là kế toán tài chính, quản trị kinh doanh, thì môi trường làm việc rộng lớn, năng động, thu nhập cao và nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc cùng với cơ hội việc làm rất là nhiều. Và bạn biết không, với sức tăng trưởng kinh tế từ 4.5% đến 5.5% trong năm 2014, Malaysia hiện là trung tâm tài chính và tiền tệ Hồi giáo lớn nhất thế giới hiện nay. Và nền tài chính của nước này được đánh giá là đã biết cách phòng ngừa, theo sát các quy định về quản lý rủi ro, cũng như là kiên cường đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn cầu vốn có sức ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế nước này. Và đây sẽ là một môi trường lý tưởng dành cho bạn du học hai ngành trên. Ngoài ra thì khi du học Malaysia thì bạn sẽ nhận được học phí hợp lý và sự đa dạng cho việc lựa chọn các khóa học phổ biến. Có nhiều sự lựa chọn hơn về các chương trình học cũng như là các trường đại học cao đẳng phù hợp với từng cá nhân. Chi nhánh các trường đại học nước ngoài mở tại Malaysia thì tạo cơ hội cho sinh viên có được các chứng chỉ từ các trường đại học yêu thích của họ tại một đất nước có chi phí sinh hoạt rẻ hơn. Và có khoảng 70.000 sinh viên quốc tế đến từ 100 quốc gia trên thế giới đã tới Malaysia để theo học. Và không khí học tập tràn đầy tình bằng hữu quốc tế là một trong những điểm thu hút các sinh viên. Và các thủ tục xuất nhập cảnh đơn giản tạo điều kiện cho sinh viên có thể nhanh chóng nhập học. Đây là một đất nước an toàn với tình hình chính trị ổn định và tỷ lệ tội phạm rất là thấp. Sinh viên quốc tế cũng được phép làm thêm tối đa là 20 giờ một tuần trong quá trình học tại Malaysia. Và để học tập tốt ngành kế toán tài chính, quản trị kinh doanh tại Malaysia, thì Tân Đại Dương xin giới thiệu bạn trường STMS College Malaysia. STMS College Malaysia thì được thành lập vào năm 1989, là cơ sở đầu tiên của STMS nằm ngoài lãnh thổ Singapore. Malaysia cho thấy được đây là quốc gia đang thu hút rất nhiều các trường, trung tâm giáo dục nổi tiếng trong khu vực. Qua đó thì cũng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho Malaysia. STMS thì đã xuất sắc cung cấp chất lượng giáo dục được đánh giá có tầm cỡ trên thế giới. Khi học tập tại trường thì sinh viên sẽ có được những sự hỗ trợ về vấn đề học tập một cách chuyên nghiệp, cơ sở vật chất cũng như là lớp học hiện đại xuất sắc, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin ưu việt, các khu vui chơi giải trí sau giờ học tuyệt vời và là nơi tuyệt vời để phát triển cá nhân. Hiện nay thì lượng sinh viên theo học tại STMS đã lên đến hơn 120.000 trên toàn thế giới, một con số khá ấn tượng và không ngừng tăng lên. STMS thì đào tạo các ngành luôn cần thiết với nhu cầu của xã hội như là ngành kế toán, kinh doanh, tài chính, công nghệ thông tin, điện toán, tiếp thị, quản lý, kỹ thuật, công nghệ game, v.v. Về mục tiêu của STMS thì được nhấn mạnh, học viên sau khi tốt nghiệp sẽ có được những kỹ năng chuyên nghiệp, đối phó với những vấn đề trong công việc bằng sự năng động và đáp ứng được vai trò lãnh đạo. STMS thì đã và đang không ngừng phấn đấu phát triển chương trình giảng dạy đại học của mình, trở thành trung tâm giáo dục hàng đầu thế giới, tập thể nhân viên tận tình, nhiều kinh nghiệm, luôn khuyến khích, hỗ trợ khi sinh viên cần và tạo ra một môi trường học tập năng động và triển vọng là mục tiêu của STMS không ngừng hướng đến. Và để tham khảo thêm thông tin về trường thì bạn có thể tham khảo tại website là tandaidương.edu.vn hay là tddvn.com. Và để được hướng dẫn thủ tục du học Malaysia nhanh chóng thì vui lòng gọi về số 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Và lưu ý là Tân Đại Dương có hai chi nhánh, đó là chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Chúng tôi hiện không có chi nhánh ở Hà Nội.